Kính thưa quý vị và các bạn, trong tập nhạc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mang tên Thùa Ấy Mưa Hồng, xuất bản vào năm mấy anh Sơn? 1993 hình như vậy. Nó ba tập một lần luôn. Là Thùa Ấy Mưa Hồng, Bên Đời Hiu Quạnh và Trong Nỗi Đau Tình Cờ. Thì trong đây có một đoạn nhạc sĩ Văn Cao có viết như thế này: trong âm nhạc của Trịnh Công Sơn, ta không thấy dấu vết của âm nhạc cổ điển theo cấu trúc bác học phương Tây. Trịnh Công Sơn viết hồn nhiên, như thể cảm xúc nhạc, thơ từ nó trào ra, nói như nhạc sĩ Nguyễn Xuân Khoát, người bạn già của nhạc sĩ Văn Cao. Dạ. Trịnh Công Sơn viết dễ như lấy chữ từ trong túi ra. Cái quyến rũ của nhạc Trịnh Công Sơn có lẽ chính là ở chỗ đó, ở chỗ không định tạo ra một trường phái nào, một triết học nào, mà vẫn thấm vào lòng người. Anh Sơn thân mến, một trong những bài hát về tình cảm, tình yêu mà có cái tựa rất là lạ, Có Một Dòng Sông Đã Qua Đời. Anh có thể nói thêm về sáng tác này với khán giả? Nói chung là bây giờ như vậy này, tình yêu là nó có nhiều cách đau khổ với tình yêu lắm. Được. Có rất nhiều cách. Có khi yêu người này đau khổ kiểu này, yêu người kia đau khổ kiểu kia. Thì có một dòng sông đã qua đời là câu chuyện tình. Nhưng tình có thật, nhân vật có thật không? Cụ thể thôi vậy. Không, bây giờ là tên được, tên là rất là bất tiện. Nhưng mà có một dòng sông đã qua đời là như thế này. Là hôm đó mình ở Đà Lạt, đi qua cầu trên bắc qua cái hồ Xuân Hương ở Đà Lạt, và gặp người tình cũ đi với người yêu qua cầu. Mình nhìn thấy mình cảm thấy là cái mất mát quá lớn trong cuộc đời này, mình quá sức mất mát. Bên cạnh khi đi qua cầu đó thì mình nhìn xuống cái dòng nước chảy, mình nghĩ mình chỉ mất người đó thôi, mất cả cái dòng nước chảy dưới kia mình đã mất đi rồi, mất hết tất cả cuộc đời này. Cho nên cái mất mát tưởng là nhỏ nhưng mà cuối cùng nó lớn lắm. Cho nên có một dòng sông đã qua đời không phải chỉ là mình ví von cái người tình của mình đi giống như một dòng sông mất đi đó, nhưng mà nàng đi qua một dòng sông và mình mất nàng và mất luôn cái dòng sông gì kia. Lúc đó dòng sông đối mình có ý nghĩa gì nào? Trước đó đẹp vô cùng tận, nhưng mà từ phút đó trở đi thấy không có ý nghĩa gì cả. Nó cũng là mang đến cho mình một nỗi buồn giống như cái sự mất mát kia. Cho nên vì vậy mà có cái bài Có Một Dòng Sông Đã Qua Đời. Khi nào bạn đi qua một cái mình nghĩ như thế này, khi đi qua một cái nơi chốn nào đó, thì dù như tình cờ bạn đi qua một cái núi, bạn gặp người tình của bạn cùng đi với người khác, thì cái núi đó cũng đã qua đời rồi, chứ không phải là dòng sông đã qua đời, núi cũng qua đời luôn.
năm xưa đứng bên bờ dậu, đường xanh hoa muối bay rì rào, có người lòng như khăn mới theo. Mười năm sau áo bay đường chiều, bàn chân trong phố xa lạ nhiều, có người lòng như nắng qua đèo. Tóc người dòng sông xưa ấy đã phai, đã lênh đênh biển khơi. Có lần bàn chân qua phố thấy người sống lao sao bờ tôi. Mười năm chân bước trên đường dài, gặp nhau không nói không nụ cười, chút tình dường như hiu hắt bay. Mười năm khi phố khi vùng đồi, nhìn nhau ôi cũng như mọi người, có một dòng sông.